VRF cung cấp không khí thoải mái và dễ chịu cho các tòa nhà. Sự cố máy điều hòa không khí sẽ ảnh hưởng đến sự thoải mái bên trong và làm gián đoạn việc kinh doanh. Trong quá khứ, nhân viên bảo trì chỉ được liên hệ khi máy điều hòa không khí gặp sự cố. Điều này khiến thời gian sửa chữa bị kéo dài và ảnh hưởng đến hoạt động của cửa hàng. V8 có 19 cảm biến toàn diện nhất. Với các mô hình dữ liệu tích hợp cho máy nén, bộ trao đổi nhiệt, EXV, v.v. Bằng cách phân tích dữ liệu cảm biến trong thời gian thực, thiết bị này có thể cảm biến trạng thái môi chất lạnh tại bất cứ nơi nào trong hệ thống. Khi một cảm biến gặp sự cố, các cảm biến khác có thể tự động mô phỏng một cảm biến dự phòng ảo. Hệ thống có thể tiếp tục hoạt động mà không cần phải dừng lại. Ngoài cảm biến dự phòng, V8 cũng có nhiều biện pháp đảm bảo như máy nén dự phòng, quạt và dàn nóng dự phòng, giúp đảm bảo quá trình hoạt động không ngừng nghỉ. Hệ thống VRF chắc chắn sẽ hao mòn sau quá trình hoạt động lâu dài mà người dùng không thể cảm nhận được, dẫn đến việc các vấn đề tiềm ẩn bị bỏ qua trong một thời gian dài và các sự cố tiềm tàng. Để đối phó với những sự cố qua thời gian này, V8 đã cho ra mắt dịch vụ sau bán hàng tích cực mang tính cách mạng với đầy đủ các cổng dữ liệu đám mây. Truyền dữ liệu vận hành hệ thống theo thời gian thực lên đám mây thông qua việc phân tích dữ liệu lớn, nhắc nhở kịp thời tình trạng hệ thống bất thường để giúp người dùng chủ động phòng tránh rủi ro trong tương lai. Đồng thời, trước khi sự cố xảy ra, nhân viên sau bán hàng được hệ thống thông báo nguyên nhân trước và họ sẽ vận chuyển các phụ tùng thay thế tương ứng đến để hoàn thành việc bảo trì ngay lúc đó. Ngoài giờ làm việc, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Thông qua việc dự phòng gấp 4 lần và dịch vụ sau bán hàng chủ động, V8 đã viết lại quy trình sau bán hàng để giảm thiểu thời gian sửa chữa trung bình cho cả các sự cố đột ngột và qua thời gian tạo ra các máy điều hòa luôn hoạt động không ngừng.